Người ta nói rằng đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ, và đằng sau ánh hào quang của những đại gia Việt cũng là những bóng hồng tài năng giữ vị trí quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của người chồng. Trước khi trở thành phu nhân danh giá của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn, bà Lê Hồng Thủy Tiên từng là một diễn viên nổi tiếng. Sau đó bà trở thành một tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines. Năm 1997, sau khi kết hôn với ông Jonathan, bà Thủy Tiên đã dấn bước vào sự nghiệp kinh doanh cùng với người chồng tài ba của mình. Bà Thủy Tiên được biết đến là người phụ nữ năng động, nhạy cảm với các cơ hội kinh doanh và luôn tràn đầy nhiệt huyết doanh nhân. Bà là tổng giám đốc IPPG, đồng thời quản lý 25 công ty phân phối độc quyền các thương hiệu thời trang cao cấp tại Việt Nam. Bà Huỳnh Bích Ngọc, vợ ông Đặng Văn Thành, chủ tịch tập đoàn TTC, được coi như nữ hoàng trong ngành mía đường. Hiện bà là phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn TTC. Bà Huỳnh Bích Ngọc đã quản lý và điều hành một chuỗi doanh nghiệp mía đường quy mô lớn. Bà cũng là chỗ dựa vững chắc của chồng khi Sacombank, một trụ cột trong hoạt động kinh doanh của gia đình này, bị thâu tóm. Dưới tài thao lược của bà, công ty mía đường thành công đã liên tục được mở rộng, phát triển quy mô và thâu tóm nhiều công ty khác cùng ngành. Bà Nguyễn Hoàng Yến, vợ chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, là nữ tướng kín tiếng của tập đoàn Masan. Bà hiện đang giữ vị trí 25 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất Việt Nam. Bà Nguyễn Hoàng Yến nắm vị trí lãnh đạo trong hầu hết các công ty con, công ty liên kết của tập đoàn Masan. Nữ đại gia này rất ít khi xuất hiện trước công chúng và trả lời báo chí. Bà chọn cho mình một cuộc sống thầm lặng đằng sau những thành công của chồng. Phía sau những thành công của đại gia Đặng Thành Tâm là vợ ông, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, sát cánh bên chồng từ những ngày đầu gian khó. Khi ông Tâm khởi nghiệp và lâm vào khủng hoảng tài chính, bà Kim Thanh đã không ngại cùng chồng gánh vác, đi vay mượn người thân để giúp chồng chi trả lương cho nhân viên. Tuy không trực tiếp cùng chồng tham gia điều hành công ty, song bà Kim Thanh lại là nội tướng trong gia đình, toàn tâm chăm sóc con cái và giữ lửa cho tổ ấm. Thường xuyên xuất hiện bên cạnh chồng tại các sự kiện, á hậu Nguyễn Thu Trang là người vợ tài sắc của doanh nhân Phạm Thanh Hưng. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái và vóc dáng thanh thoát, Thu Trang còn rất tài năng khi có thể sử dụng thành thạo 6 thứ tiếng. Tuy đã thành danh trên các đấu trường nhan sắc, á hậu Thu Trang lại chọn rời khỏi ánh hào quang showbiz để tề ra nội trợ và hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh.